Đây là video mách bạn cách kích hoạt góc tài lộc trong nhà. Góc tài lộc trong nhà không chỉ thu hút tiền bạc mà còn chứa đựng năng lượng tích cực trong không gian sống của bạn. Đừng chỉ xem xét nó từ khía cạnh tài chính, đây còn là nơi giao thoa giữa vận khí, công việc và may mắn. Hãy cùng Boss Home khám phá cách kích hoạt góc tài lộc trong video hôm nay. Những vị trí quan trọng lối vào. Lối vào không chỉ là nơi tiếp xúc với người khác mà còn là cánh cửa cho năng lượng mới và cơ hội. Giữ cho không gian này sạch sẽ và gọn gàng để thu hút sự giúp đỡ và may mắn. Nhà bếp. Nhà bếp không chỉ là trung tâm nấu nướng, mà còn là nơi giao thoa giữa hài hòa và sức khỏe gia đình. Bạn cần tạo không gian sạch sẽ và hòa hợp để duy trì tài lộc và sức khỏe mạnh mẽ. Phòng ngủ. Phòng ngủ không chỉ là nơi bạn ngủ, mà còn là không gian để hồi phục năng lượng. Bố trí sao cho phòng này gọn gàng và hòa mình vào năng lượng phong thủy, tạo ra không gian yên bình và giàu năng lượng. Phòng khách. Phòng khách là nơi gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và ghi nhận thành công. Giữ cho không gian này sạch sẽ và cuốn hút để thu hút tài lộc và thịnh vượng. Phòng làm việc. Phòng làm việc không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian kích thích cơ hội và sự nghiệp. Bố trí sao cho phòng này gọn gàng và sáng sủa để thuận lợi cho công việc và thành công. Kích hoạt góc tài lộc như thế nào? Góc tài lộc lộ thiên. Góc tài lộc lộ thiên là điểm nổi bật trong ngôi nhà của bạn. Đây là nơi thu hút năng lượng tích cực và may mắn từ môi trường xung quanh. Để kích hoạt góc tài lộc lộ thiên, vị trí tối ưu, đặt góc tài lộc lộ thiên ở phòng khách, nơi có ảnh hưởng lớn đến tài lộc và sự nghiệp của gia đình. Hãy đặt góc tài lộc ở hướng chéo của lối vào phòng khách và duy trì sự sạch sẽ và rộng rãi để thu hút năng lượng tích cực. Góc tài lộc tiềm ẩn. Góc tài lộc tiềm ẩn không dễ dàng nhận biết nhưng lại vô cùng quan trọng. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy cơ hội và sức mạnh tiềm ẩn, nhưng cũng đòi hỏi sự tinh tế và hiểu biết về hướng và năng lượng của ngôi nhà. Để kích hoạt góc tài lộc tiềm ẩn, xác định hướng hưng thịnh, mỗi ngôi nhà sẽ có góc tài lộc tiềm ẩn riêng, phụ thuộc vào hướng của ngôi nhà. Đặt các vật phẩm như tượng tam đa, thần tài ở những góc này để tạo năng lượng tích cực và thu hút tài lộc. Ví dụ, nhà hướng nam, góc tài lộc tiềm ẩn sẽ là hướng tây nam, bắc. Hướng bắc, góc tiềm ẩn thu hút tiền bạc là các hướng đông bắc, nam. Hướng đông, góc tài lộc tiềm ẩn thu hút tiền bạc là hướng nam, tây bắc, đông nam. Hướng tây, góc tài lộc tiềm ẩn là hướng đông bắc. Hướng tây bắc, góc tài lộc thu hút tiền bạc là hướng đông nam, tây nam. Hướng đông nam, góc thu hút tiền bạc là hướng tây, tây bắc, bắc là hướng đông bắc. Góc tài lộc là hướng đông, tây nam. Hướng tây nam, góc tài lộc tiềm ẩn là tây bắc, đông bắc. Bí quyết kích hoạt cung tài lộc, đảm bảo cân bằng, chọn một bức tường vững chắc để tạo nên nơi dựa vững chắc cho năng lượng tích cực, ngăn chặn sự xâm nhập từ phía sau. Ánh sáng và không khí sạch, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và đảm bảo không gian luôn có không khí trong lành để tăng cường kết nối với vũ trụ. Giữ sạch sẽ và rộng rãi, một góc tài lộc sạch sẽ và gọn gàng không chỉ thúc đẩy năng lượng tích cực mà còn ngăn chặn sự rối bời và lo lắng. Sử dụng cây xanh, trồng cây xanh để tăng cường năng lượng tích cực và cải thiện không gian, lọc không khí và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Những điều cấm kỵ cho góc tài lộc tránh ồn ào và hỗn loạn, góc tài lộc cần là không gian yên bình để tập trung và kết nối với năng lượng tích cực. Hạn chế đồ nặng, tránh đặt đồ nặng để không giảm sức mạnh của năng lượng tích cực. Tránh ô nhiễm và hóa giải năng lượng xấu, giữ cho không gian không bị ô nhiễm và sử dụng cây xanh để hóa giải năng lượng xấu. Tránh nước, không đặt nước ở góc tài lộc để tránh mất đi năng lượng tích cực. Hãy bắt đầu hành trình của quý vị ngay hôm nay bằng việc tối ưu hóa góc tài lộc trong ngôi nhà của quý vị. Đừng để lỡ bất kỳ cơ hội nào để thu hút tài lộc và thịnh vượng đến với bạn và gia đình. Hãy tạo nên không gian sống tích cực và phong thủy và nhận biết sức mạnh của việc kích hoạt góc tài lộc. Liên hệ Boss Home ngay hôm nay để biến ước mơ của quý vị thành hiện thực. Hotline 092 123 3456. Hãy để chúng tôi hỗ trợ quý vị trên hành trình đến với sự thịnh vượng và hạnh phúc.